Okazu Erman, 55 tuổi, người Mỹ, giáo sư đại học Dinh Xê Tông, vừa được Hàn Lâm Viện Khoa học Thụy Điển cho biết là sẽ được giải Nobel Kinh tế năm 2008, lễ trao sẽ vào tháng 12, qua những đóng góp của ông về thuyết thương mại và kinh tế địa lý. Việc Okazu Erman được giải này không gây nhiều ngạc nhiên. Đối với đa số đồng nghiệp, ông đã nằm trong danh sách đáng được Nobel từ lâu. Tuy vậy, cũng có vài lời đàm tiếu. Có người nhắc là, từ khoảng 10 năm nay, từ khi ông cộng tác với tờ New York Times, hầu như cả dù ở màn không có đóng góp gì mới, có kẻ nói móc, Ủy ban Nobel đã vi phạm điều lệ là chỉ trao giải cho người còn sống, vì nhà kinh tế cả dù ở màn đã qua đời gần 10 năm rồi. Ngược lại, có người cho rằng, dù ông có xứng đáng, trao giải cho ông năm nay là không đúng lúc, đáng lẽ nên đợi bút hết nhiệm kỳ. Những công trình khoa học của Kazu Erman, một người cực lực chống bút, sẽ được đánh giá khách quan hơn, và giải thưởng sẽ không bị nghi ngờ là cách các giám khảo Nobel mượn Kazu Erman để làm bẽ mặt. Biết về hai đóng góp, quả là quan trọng, mà ông đã được tuyên dương. Thứ nhất là cái gọi là thuyết thương mại mới, New Chatology, và thứ hai là kinh tế địa lý mới, New Economic Geography. Một trước hết, nên biết thuyết thương mại cũ nói gì. Đây là lý thuyết được dạy trong các lớp kinh tế nhập môn ở hầu hết các đại học, quốc gia này khác quốc gia kia về năng suất của từng công nghiệp, và về các nguồn lực, vốn, lao động, v.v. mà quốc gia ấy sở hữu. Những khác biệt đó là động cơ của thương mại. Chẳng hạn, quốc gia vùng nhiệt đới thì trồng trọt và xuất khẩu chuối, quốc gia vùng ôn đới thì trồng trọt và xuất khẩu lúa mì, quốc gia có lao động nhiều học vấn thì xuất khẩu hàng công nghệ cao, còn quốc gia mà lao động học vấn kém thì xuất khẩu hàng công nghệ thấp. Thuyết thương mại mới phát sinh từ nhận định rằng, dù thuyết thương mại cũ soi sáng rất nhiều cơ cấu thương mại toàn cầu, vẫn còn một số hiện tượng quan trọng mà nó không giải thích được. Khối lượng thương mại giữa Pháp và Đức, chẳng hạn, là rất cao, dù hai nước khá giống nhau về tài nguyên cũng như khí hậu. Mậu dịch giữa Mỹ và Canada cũng thế. Hơn nữa, hàng hóa mà các nước đã phát triển buôn bán với nhau thường là cùng một thứ, chẳng hạn như Mỹ xuất khẩu ô tô mà cũng nhập khẩu ô tô, chứ không phải luôn luôn xuất khẩu thứ này, nhập khẩu thứ khác. Nên để ý rằng sự kiện này đã được phát giác từ thập kỷ 1950, cơ du ở màn không phải là người đầu tiên nhận thấy. Tuy đã có một số lý thuyết giải thích hiện tượng này, thường được gọi là thương mại nội ngành intra-industry, nhưng hầu hết đều vá víu, tùy tiện, chỉ áp dụng cho vài trường hợp thật cá biệt. Đóng góp to lớn của cơ du ở màn là chứng minh rằng thương mại nội ngành hoàn toàn có thể là hậu quả của sự đa dạng, chủng loại sản phẩm và đặc tính sản xuất. Cụ thể, có khá nhiều sản phẩm không giống lúa mì, hoặc chuối, mà rất nhiều nơi trên thế giới sản xuất được, nhưng lại giống loại máy bay khổng lồ, run bò dẹt, mà chỉ vài nơi trên thế giới sản xuất. Tại sao? Lý do chính là một số công nghiệp có đặc tính mà kinh tế học gọi là tính tiết kiệm do quy mô, economy of scale, số lượng sản xuất càng cao thì giá phí bình quân càng thấp. Đối với loại hàng hóa có tính này thì thế giới chỉ cần vài cơ xưởng sản xuất là đủ. Những cơ xưởng này tất nhiên phải tọa lạc ở nơi nào đó, và quốc gia nào may mắn có chúng thì sẽ xuất khẩu những loại hàng ấy, còn các quốc gia khác thì phải nhập khẩu từ họ. Cách giải thích của cơ dù ở màn tất nhiên dẫn đến câu hỏi, quốc gia nào sẽ là nơi có cơ xưởng sản xuất máy bay, hoặc một loại máy chuyên dụng, hoặc một kiểu ô tô đặc biệt mà một số người tiêu dùng khắp thế giới đều muốn. Thuyết thương mại mới của cơ dù ở màn đưa câu trả lời, khá bất ngờ và thú vị, điều đó không quan hệ. Rất nhiều loại hàng có tính tiết kiệm do quy mô, quốc gia nào cũng có một số hàng như vậy, mọi chi tiết khác, có thể là do tình cờ của lịch sử, đều không là quan trọng. Quan trọng là cái bức tranh toàn cảnh của thương mại thế giới, bức tranh ấy được định đoạt bởi những yếu tố như tài nguyên và khí hậu, như trong thuyết thương mại cũ, nhưng thêm vào đó là rất nhiều những chuyên biệt hóa căn cứ trên tính tiết kiệm do quy mô, như thuyết thương mại mới vừa cho thấy. Đó là lý do tại sao khối lượng thương mại toàn cầu trên thực tế rất lớn, nhất là giữa những nước khá giống nhau, hơn là khối lượng mà thuyết thương mại cũ, chỉ căn cứ trên sự khác biệt tài nguyên và khí hậu, tiên đoán. Hai khoảng 10 năm sau khi trình làng thuyết thương mại mới, cơ dù ở màn đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu như vài, nhưng không tất cả, nguồn lực kinh tế, cụ thể là lao động và vốn, có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Trong thế giới của thuyết thương mại cũ, thương mại, hoặc, nói cách cầu kỳ, sự lưu động của hàng hóa, có thể được thay thế bằng sự lưu động của yếu tố sản xuất, nếu nhà máy và công nhân có thể tự do di chuyển từ vùng này sang vùng khác, thì những nhà máy và công nhân này sẽ phân tán đến gần nông dân, để tối thiểu hóa phí vận chuyển nông phẩm lẫn hàng công nghiệp. Song, trong thế giới tiết kiệm do quy mô mà Clu ở màn hình dung thì hiệu ứng ly tâm này, đẩy các hoạt động kinh tế ra xa nhau, sẽ gặp sự đối kháng của hiệu ứng hướng tâm kéo những hoạt động ấy đến những thị trường lớn. Hiệu ứng hướng tâm này có khuynh hướng tập trung hóa các hoạt động kinh tế. Lấy trường hợp vua ô tô Henry Ford và kiểu xe Model T nổi tiếng, làm thí dụ. Ford có thể xây nhiều nhà máy rải rác khắp nước Mỹ để gần khách hàng,
Tuy nhiên, ông sáng suốt tiên đoán rằng dù phí chuyên trở đến khách hàng có là cao nếu tập trung sản xuất ở chỉ một nhà máy ở bang Mãi Kỳ Gắng, tập trung như thế sẽ cho phép ông khai thác tiết kiệm do quy mô, phí sản xuất sẽ rất thấp, và rốt cuộc thì giá bán sẽ rẻ hơn là sản xuất ở nhiều nhà máy nhỏ, dù gần khách hàng. Tất nhiên, sẽ có câu hỏi, nếu tập trung sản xuất vào một số ít địa phương để tận dụng tiết kiệm do quy mô thì nên chọn. Những địa phương nào? Cờ dù ở màn trả lời, đó là những địa phương có sẵn một thị trường lớn, tức là những địa phương mà các nhà sản xuất khác cũng đã chọn để sản xuất hàng của họ. Qua thời gian, nếu lực hướng tâm này đủ mạnh, chúng ta sẽ có một hiệu ứng tích lũy, những vùng, do một tình cờ lịch sử nào đó, là nơi đầu tiên có những trung tâm sản xuất thì những vùng ấy sẽ thu hút thêm các nhà sản xuất, trở thành trung tâm kinh tế, trong lúc những vùng khác trở thành ngoại vi. Chính vì thế mà, theo cái rú ở màn, cho đến gần đây, hầu hết công nghiệp của Mỹ đều nằm trong một vòng đai địa lý tương đối hẹp, trải từ miền Tân Anh cắt lợi, New England, đến vùng Trung Tây, Midwest, của quốc gia này. Tương tự, cờ dù ở màn nói cách ấn tượng, 60 triệu người Mỹ sống dọc bờ biển miền Đông chẳng phải vì so với nơi khác thì phong cảnh ở đây hữu tình hơn, hoặc khí hậu dễ chịu hơn, trái lại là khác, song mỗi người sống ở đây vì 60 triệu người khác cũng sống ở đây. Với cùng một logic, cờ dù ở màn giải thích tại sao một số công nghiệp nào đó tập trung ở một địa phương nhất định, dù rằng trong trường hợp này thì cái logic sẽ dính líu đến những yếu tố như ở địa phương ấy số lao động chuyên môn về một ngành nào đó thì đặc biệt hùng hậu, hoặc là ở nơi ấy có nhiều nguồn cung cấp một loại đầu vào mà nơi khác không có. Có thể hỏi thêm, điều gì quyết định một công nghiệp định cư ở nơi nào? Trả lời, thường, là một ngẫu nhiên. Ví dụ như thung lũng Silicon, Silicon Valley, trung tâm công nghiệp điện tử của Mỹ, sở dĩ được như ngày nay cũng vì hai chàng William Hewlett và David Packard, sáng lập viên đại công ty Hewlett Packard, tần mẩn dị mọ trong gara của họ ở một ngôi nhà vùng đó. Một ví dụ khác, thành phố New York là thủ phủ đồ may mặc của nước Mỹ, phần lớn là vì số lượng mậu dịch về hàng vải đã sẵn có ở đây, và vì đông đảo khách hàng đang sống ở thành phố, lớn nhất nước Mỹ, này. Ba ngày nay, hầu như ai trong giới kinh tế cũng chấp nhận căn bản của thuyết thương mại mới và thuyết địa lý kinh tế như là hiển nhiên. Nhưng trước cả dù ở màn thì những cách mô tả này rất là xa lạ, một ngoại lệ, hình như Paul Samuelson, trưởng lao kinh tế gia Mỹ, người Mỹ đầu tiên được Nobel kinh tế, cũng đã nghĩ đến vai trò của tiết kiệm do quy mô trong thương mại, dù nhà kinh tế này không khai triển thêm. Thiên tài của cả dù ở màn là nhận ra, trước mọi người, cốt tính của một hiện tượng kinh tế quan trọng, rồi dùng một mô hình cực kỳ đơn giản, nhưng không quá đơn giản, để phân tích nó, trình bày nó một cách thật dễ hiểu, mở đường cho hàng trăm nhà kinh tế khác, trong đó có người viết bài này, theo chân ông, khai triển thêm mô hình ấy. Cờ dù ở màn cũng đã may mắn vào nghề đúng lúc kinh tế học có nhiều tiến bộ khác mà ông có thể sử dụng trong mô hình của ông, ví dụ như tiếp cận áp dụng thuyết trò chơi trong các phân tích về cạnh tranh công nghiệp, hay hàm tiêu dùng cực kỳ giản dị, nhưng xúc tích, của Avinash và Joseph Sertilit từ một lý thuyết nổi tiếng của Kelvin Lancaster, theo đó người tiêu dùng không chỉ ham muốn số lượng, nhiều, và chất lượng, cao, của một loại hàng mà còn ưa chuộng sự đa loại của hàng hóa nữa. Những lý thuyết trên đây của Cazu ở mạng có áp dụng nào cho chính sách kinh tế? Chính Cazu ở mạng cũng nhìn nhận rằng điều này không là rõ ràng. Khi mới xuất hiện thì thuyết thương mại mới thường được xem là cho nhà nước một lý do để can thiệp vào thương mại, cụ thể là bảo hộ những công nghiệp có tính tiết kiệm do quy mô, thậm chí nó đã được nhiều công ty viện dẫn để biện hộ cho yêu cầu nhà nước giúp đỡ. Trong thời kỳ này, Cazu ở mạng rất đắt xô, được các công ty mời đi diễn thuyết mọi nơi, trả tiền khá sộp. Tuy nhiên, dần ra Cazu ở mạng và những người có đóng góp vào thuyết này như James B. Giang Đỡ, bà Giá Sơ Bèn Sơ, Anthony V. Nallet, đâm hoảng về sự lạm dụng mà các công ty dùng thuyết của họ để yêu cầu chính phủ tài trợ, bảo hộ. Họ phải quay ra viết nhiều bài để thanh minh. Chẳng hạn, họ cảnh báo rằng nhà nước cần xác định ảnh hưởng của chính sách bảo hộ một công nghiệp đến những công nghiệp khác, giúp cái này có thể hại cái kia, hoặc là vạch rõ ràng công cụ bảo hộ, nếu quyết định là sẽ bảo hộ, tùy vào cách mà các công ty cạnh tranh với nhau, cạnh tranh bằng giá cả thì khác cạnh tranh bằng số lượng, chẳng hạn. Và nhiều điều khó tiên liệu khác. Đằng khác, thuyết thương mại mới cũng có thể được dùng để chứng minh lợi ích của tự do mậu dịch, bởi vì thương mại trên cơ sở này sẽ đem đến cho người tiêu dùng nhiều chủng loại hàng hóa hơn. Nói chung, cờ dù ở màn tin rằng tuy bảo hộ có thể có ích trên lý thuyết nhưng trên thực tế thì cái lợi của bảo hộ hầu như luôn luôn bất cập hại. Theo cờ dù ở màn, những công trình của ông về thương mại và địa lý như tóm lược trên đây là để gia tăng kiến thức của chúng ta về thế giới thực tế, không có một dụng ý chính trị nào. Một chi tiết khá thú vị là người ủng hộ cờ dù ở màn mạnh mẽ nhất, đã vận động để New York Times mời cờ dù ở màn về cộng tác, chính là Thomas Friedman, nổi tiếng với ý niệm thế giới phẳng. Ngoái hoam là, theo lý thuyết địa lý của cờ dù ở màn thì toàn cầu hóa sẽ làm thế giới kém phẳng,
chính tiến trình này sẽ củng cố vai trò của những thành phố toàn cầu như New York, London vì lẽ ngày càng dễ cho những thành phố này buôn bán với cả thế giới. 4. Tuy không được Ủy ban Nobel chính thức tuyên dương, hai lĩnh vực nghiên cứu khác của Cựu ở Mạn cũng có nhiều dấu ấn đáng kể, đó là những phân tích của ông về khủng hoảng tiền tệ và về sự phân bố thu nhập ở Mỹ. Về khủng hoảng tiền tệ thì ông là một trong số ít người bào chữa quyết định kiểm soát ngoại hối của Thủ tướng, lúc ấy, Mahathir của Malaysia, thay vì nghe lời IMF, trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Á năm 1997. Còn về vấn đề phân bố thu nhập ở Mỹ thì phe bảo thủ luôn luôn phủ nhận là sự chênh lệch trong phân bố này ngày càng tăng, và họ cho rằng nếu có tăng thì cũng là do những yếu tố khách quan, cụ thể là tiến bộ công nghệ. Cơ dù ở Mạn mạnh mẽ phản bác ý kiến này. Dựa vào những con số thống kê khó chối cãi, ông chứng minh rằng hố chênh lệch thu nhập ở Mỹ phần lớn là hậu quả của chính sách của Đảng Cộng Hòa, nhất là vào thời Tổng thống Reagan. Nằm trong những nhà kinh tế được Nobel từ trước đến nay, có lẽ Paul Krugman là người được biết nhiều nhất ngoài giới kinh tế, qua hai bài bình luận mà ông viết hàng tuần cho tờ New York Times vào thứ Hai và thứ Sáu, và cụ thể là sự công kích kịch liệt chính sách của Bush nói riêng và Đảng Cộng Hòa nói chung. Có thể nói là trong giới bình luận ra, ông là cái gai khó chịu nhất trong mắt của Bush và Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, liên hệ giữa Krugman và phe phong khoáng, chống Bush, cũng có nhiều phức tạp. Vào giữa thập niên 1990, ông viết một số bài báo, cực lực chỉ trích, đôi khi hơi cao ngạo, những nhà kinh tế mà ông cho là đem kinh tế đi bán dạo. Dù có học vị cao, dạy trường danh tiếng, song, theo Krugman, những người này dùng những lập luận lỏng lẻo, lý thuyết lỗi thời, thậm chí sai lầm, để biện hộ cho những mục tiêu chính trị, hoặc chỉ để kiếm tiền hay vì háo danh. Không may, trong số những người mà ông chỉ trích lại là những nhân vật phóng khoáng có hạn, như Lester Thu Giáo, Robert Kuhner, Robert Hicks, Lô Giá Ti Sông, được nhiều người mến mộ. Song, cũng phải nói, từ khi viết thường xuyên cho New York Times thì Krugman có vẻ điềm đạm hơn đối với người cùng phe phóng khoáng, có thể vì đôi khi chính Krugman cũng bị cáo buộc là đem kinh tế đi bán dạo. Nhưng rồi gần đây, trong giai đoạn bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, Krugman lại làm nhiều người trong hàng ngũ phóng khoáng nhức đầu vì ông kịch liệt ủng hộ bà Hillary Clinton, đến độ lắm khi nặng lời với phe ủng hộ Barack Obama, cho là họ quá mê muội. Sau đó Krugman sinh trưởng ở Long Island, kế cận thành phố New York. Thuở nhỏ, ông mê chuyện khoa học giả tưởng của Isaac Asimov, có lẽ đây là lý do ông viết một bài đùa lý thuyết thương mại giữa các ngôi sao, Thorgy Hopkins-Tertelacha, khi còn là sinh viên. Sau khi lấy bằng tiến sĩ ở Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, năm 1977, ông dạy ở ILE, MIT, Stanford, trở lại MIT, và từ năm 2000. Về trụ trì ở Dìn Xê Tống, do lời mời của Ben Bernanke, hiện là Chủ tịch Hệ thống Dự trữ Liên bang của Mỹ, lúc ấy là chủ nhiệm khoa kinh tế ở trường đại học này. Ông cũng có làm việc vài năm trong chính phủ, và thời dễ gắng, cùng nhóm với lo dần sờ sơ mơ, do Martin Feltin mời về làm trong Hội đồng Cố vấn Kinh tế. Năm 1991 ông được huy chương John Bartlett Clark của Hiệp hội Kinh tế Hoa Kỳ. Đây là một huy chương rất có uy tín, được trao 2 năm một lần cho một kinh tế gia dưới 40 tuổi, và thường được xem là dấu hiệu của tương lai Nobel. Krugman cũng có viết 2 cuốn sách giáo khoa bán rất chạy. Một cuốn về kinh tế quốc tế mà đồng tác giả làm lẽ sở hữu, một cuốn về kinh tế nhập môn viết chung với bà Robin Weiser. Bà này là vợ kế của Krugman.